tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mạng xã hội nổi sóng hậu phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, các cư dân mạng ồn ào rủ nhau ra khơi truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan trị giá 673.000 tỷ đồng. Câu chuyện này mở đầu bằng khoảnh khắc bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án ở mức án cao nhất. Khi được tòa hỏi, giấu 673.000 tỷ đồng ở đâu? Bà Trương Mỹ Lan trả lời rằng: "Các người muốn của cải của ta ư? Ta giấu ngoài biển khơi ấy, người muốn thì ra đó mà tìm." Và từ đó xã hội mở ra một thời đại mới, thời đại của những hải tặc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, bà Trương Mỹ Lan không hề nói bất cứ điều gì về nơi cất giấu 673.000 tỷ trước tòa. Con số trên thực chất là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan phải đền bù thiệt hại cho ngân hàng SCB. Dù vậy, Chen truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan vẫn thu hút đông đảo người tham gia. Hiện tại, Chen truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan được nhận xét là thiếu tôn trọng bà Trương Mỹ Lan nhưng mang lại nhiều tiếng cười trên mạng xã hội. Ngay lập tức, nhiều người đã cho rằng Chen này có thể sẽ vi phạm pháp luật. Trước hết, cần xác định những thông tin được sử dụng để xây dựng nên Chen này xuất phát từ những thông tin không có thật. Thực tế, bà Trương Mỹ Lan không hề có bất cứ tuyên bố nào tương tự. Phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát thể hiện sự uy nghiêm của pháp luật. Để đảm bảo phiên xét xử được diễn ra một cách nghiêm trang, an toàn cần sự nỗ lực của cả hệ thống tư pháp cùng hàng trăm chiến sĩ. Vì lẽ đó, việc lan truyền các thông tin không có thật trên mạng xã hội sẽ khiến những người tham gia chen trên, trên vô tình vi phạm vào các quy định của pháp luật về hành vi phát tán các thông tin giả mạo. Hơn nữa, Việc chen truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan được nhiều cư dân mạng tham gia còn tiềm ẩn nhiều nguy hại hơn về mặt tư tưởng. Trong đó, việc sử dụng án tử của một đối tượng phạm tội để dùng làm trò đùa trên mạng sẽ vô tình gây ra tâm lý trêu đùa mọi thứ không chỉ trên không gian mạng mà còn cả đời thật. Việc này cũng trái với nguyên tắc nhân đạo kể cả đối với tội phạm bị triệt khỏi xã hội của pháp luật Việt Nam, từ đó đi ngược lại với truyền thống văn hóa của cả dân tộc. Ngoài ra, việc sử dụng một đại án với mức thiệt hại lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Các hậu quả của các sai phạm còn phải xử lý và khắc phục trong thời gian rất dài, cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị lại bị mang ra làm trò đùa. Vô hình chung sẽ làm lệch lạc với tư tưởng của một bộ phận người dân, đặc biệt là các bạn trẻ chưa hiểu rõ về tính chất nghiêm trọng của các sai phạm từ vụ án. Bên cạnh đó, việc đi tìm kho báu, tham gia băng hải tặc sâu xa hơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của giới trẻ gây ra sự lệch lạc về tư duy trong việc lao động và kiếm tiền của một bộ phận người trẻ. Trong bối cảnh một số nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động theo hình thức băng nhóm vẫn còn tiêm ẩn và tồn tại, sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các cơ quan đảm bảo trật tự xã hội. Hội đồng xét xử cho biết trong số 1.237 bất động sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan, có 6 bất động sản của công ty cổ phần đầu tư Quốc Cương Gia Lai, công ty này muốn được gỡ kê biên, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số bất động sản nêu trên. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng quốc cường Gia Lai đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan gần 2.883 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bà Lan, tòa tuyên khi nào quốc cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan thì được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản đó. Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán vừa được quốc cường Gia Lai công bố, Dữ liệu báo cáo thể hiện, ngày 9 tháng 12 năm 2020, công ty đã nộp đơn khởi kiện công ty cổ phần đầu tư Sunny Iceland ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) liên quan đến tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, VIAC phán quyết, Quốc Cường Gia Lai đã chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển ký ngày 20 tháng 3 năm 2017 với đầu tư Sunny Iceland theo đúng quy định và buộc Sunny Iceland phải hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng mà Sunny Iceland đã nhận theo biên bản giao nhận ngày 2 tháng 7 năm 2017 và 17 tháng 7 năm 2017. Trong quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của công ty Sunny, tòa án đã nhận được ý kiến của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè giữa Sunny Island và Quốc cường Gia Lai có liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát SCB mà Bộ Công an đang thụ lý điều tra. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối tháng 12 năm 2023, tổng tài sản của Quốc cường Gia Lai giảm nhẹ xuống 9.585 tỷ đồng. Sau một năm, lượng tiền mặt của công ty giảm mạnh chỉ còn hơn 28 tỷ đồng đồng thời không ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nào. Trong bảng cân đối tài chính, Quốc cường Gia Lai ghi nhận tổng nợ phải trả 5.236 tỷ đồng, trong đó 4.292 tỷ đồng là các khoản phải trả ngắn hạn khác, bao gồm 2.883 tỷ đồng tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển, còn lại là các dự án khác. Đáng chú ý, nhiều bất động sản liên quan quốc cường Gia Lai nằm trong 1.237 bất động sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan trong vụ vạn thị phát, đồng thời 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển thành phố Hồ Chí Minh cũng bị cơ quan điều tra tạm giữ. Công ty còn phải trả 272 tỷ đồng cho công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phúc, 152,8 tỷ đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Phạm Gia, 12,6 tỷ đồng cho công ty cổ phần Lin Property. Bên cạnh đó, quốc cường Gia Lai có nhiều khoản phải trả ngắn hạn cho nhiều cá nhân Ngoài ra còn phải trả 300 tỷ đồng cho công ty cổ phần giải trí Đại Dương Vũng Tàu, 83 tỷ đồng cho công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát ANB. Cổ tức phải trả 194,7 tỷ đồng, các khoản khác 175,6 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, năm 2023, quốc cường Gia Lai khá chật vật, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vẫn rất khiêm tốn. Theo thông tin mới nhất ngày 16 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp chất vấn việc tháo gỡ xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm quy định luật đất đai trên địa bàn. Tại phiên họp, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân đã đặt câu hỏi cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các đơn vị liên quan về những vấn đề người dân doanh nghiệp quan tâm. Ông Nguyễn Phương Đông, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết nguyên nhân cốt lõi chậm tiến độ thực hiện các dự án, tình trạng này có gây lãng phí tài nguyên, nguồn vốn doanh nghiệp, tài sản của nhà nước hay không. Trả lời chất vấn, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết có những dự án chậm tiến độ là do chủ đầu tư, tuy nhiên cũng có những vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng quy hoạch thì trong đó có trách nhiệm của các sở ngành và địa phương. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được thì cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn một số tồn tại hạn chế như nhiều dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ, một số dự án treo không thực hiện qua nhiều năm làm lãng phí tài nguyên đất, gây bức xúc trong nhân dân. Trước đó, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã khảo sát thực tế tại 15 dự án và làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư. Các cơ quan chủ trì theo dõi dự án, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Cà Mau có dự án trên địa bàn. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận một số dự án không thực hiện thủ tục đầu tư, thủ tục đất đai để xảy ra tình trạng dự án treo, dự án đã đưa vào hoạt động nhưng này không hiệu quả để lãng phí đất đai. Bên cạnh đó, một số dự án năng lực thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là hạn chế về năng lực tài chính nhiều dự án gặp khó khăn về vốn nên tạm dừng thực hiện dự án hoặc thực hiện cầm chừng hay hoạt động chưa đúng theo cam kết về quy mô công suất nguyên nhân do việc quản lý đất đai tại một số địa phương thời gian qua còn lỏng lẻo để xảy ra tình trạng lấn chiếm sử dụng đất không đúng mục đích không xử lý rứt điểm khi phát sinh bên cạnh đó công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và sở ngành địa phương giữa các cơ quan đơn vị liên quan chưa thật sự chặt chẽ Mới đây, Thanh tra huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum công bố kết luận đối với việc triển khai tiểu dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Dự án do Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang làm chủ đầu tư, cấp 108 bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Ngọc Quang. Theo kế hoạch phê duyệt, mỗi con bò giống trị giá 16,5 triệu đồng, từ 17 đến 20 tháng tuổi, nặng từ 1,4 đến 1,5 tạ, 140 đến 150 kg, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Người nuôi phải trả lại 35% 5,7 triệu đồng trong 2 năm. Tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang đã thực hiện cấp phát bò cho người dân. Tuy nhiên, nhiều hộ dân trên địa bàn xã phát hiện bò thiếu trọng lượng. Theo người dân phản ánh, đây là con bê, con bò con, chứ không phải bò sinh sản. Theo thanh tra Ủy ban nhân dân xã Ngọc Quang, cấp phát bò khi chưa có văn bản xác nhận nhóm hộ, áp dụng trọng lượng bò chưa sát với chỉ tiêu khối lượng phối giống lần đầu, trình tự thủ tục lập hồ sơ thanh quyết toán chưa đảm bảo, lập danh sách ký nhận không đầy đủ thành phần tham gia chứng kiến cấp phát bò. Chủ đầu tư không chỉ đạo đơn vị cung ứng kiểm tra xác định lại trọng lượng của bò mẫu và các con còn lại mà chỉ đối chiếu bằng mắt thường, dẫn đến có 29 con bò, 1,2 đến 1,4 tạ không đủ cân nặng đã phê duyệt trách nhiệm được xác định thuộc về ông Ngô Tuấn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang, hai phó chủ tịch xã là ông Hoàng Văn Đạt và ông A Trúc, ba công chức xã là bà Nguyễn Thị Thủy, bà Đinh Thị Kim Trung và ông Nguyễn Xuân Thành, hai ông Đặng Thế Quyết, tổ phó tổ thẩm định và ông Nguyễn Thành Hải, phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cũng bị xác định là đã sơ suất, chưa chỉ ra thiếu sót về trọng lượng bò do Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang xây dựng để điều chỉnh. Thanh tra huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ngọ Quang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắc Hà chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các ông Quyết, Hải. Mới đây ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và Đàm Văn Cường Phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can còn lại là Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, Ngày 15 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đã tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản. Trong vụ án chủ tịch Phường nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội qua tìm hiểu, việc này liên quan đến công trình không phép cao 2 tầng có mặt tiền hàng chục mét nằm trên đường Xuân Tảo, phường Nghĩa Đô. Có thể thấy công trình khiến chữ Mạnh Hùng bị khởi tố tạm giam nằm trên một trong những trục đường đẹp nhất của quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công trình kiên cố này được thi công cách đây vài năm, sau đó trong quá trình xây dựng lực lượng chức năng phát hiện công trình không phép nên tạm dừng thi công từ thời điểm vi phạm được phát hiện cho đến nay. Nhìn từ bên ngoài, công trình này do tạm dừng thi công từ lâu nên đã nhúng màu thời gian. Một số vị trí tường bên ngoài xuất hiện rêu. Theo ghi nhận tại công trình, hầu hết hệ thống cột chịu lực, dầm mái của công trình được làm bằng những thanh thép lớn. Do hệ thống thang máy chưa được lắp đặt nên chỉ có thể di chuyển bằng hệ thống cầu thang sắt nếu muốn lên tầng 2. Bước đầu, Công an thành phố Hà Nội xác định ông Hùng đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho công trình xây dựng, không có giấy phép trên diện tích 1.400m2, được tồn tại tiếp tục thi công và hoàn thiện. Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của ông Hùng và những người liên quan khác trong vụ án này. Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra với nhiều mức độ khác nhau, tiềm ẩn phức tạp, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Để kịp thời chứng chỉnh tình trạng này, việc xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực nhận hối lộ trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng là một biện pháp cần thiết có tác dụng răng đe cảnh tỉnh những đối tượng khác. Đáng chú ý, báo cáo hồi tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện, trên địa bàn thành phố có ít nhất 7.326 công trình xây không phép, gần 2.300 công trình xây sai phép. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra đối với 33.580 công trình còn lại. Trong đó, huyện Đông Anh có 5.795 công trình không phép, quận Hai Bà Trưng có 855 công trình không phép, 15 công trình sai phép, đang rà soát 756 công trình, quận Nam Từ Liêm có 559 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 588 công trình. Quận Cầu Giấy có 433 công trình xây dựng sai phép, quận Thanh Xuân có 353 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 3.241 công trình, quận Ba Đình có 268 công trình xây dựng sai phép, 1.681 công trình đang rà soát.